bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả, thì hôm nay chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp tại nông trại Cool để có thể giao lưu và gặp gỡ với gia đình nông dân siêu phàm. Xin mời theo tôi ạ. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Wow! Anh Tú phải không con? Có ba ba bự với mama bay ở nhà không con? Cô chú đang trực tiếp á. Xin chào anh chị, hôm nay như đã hẹn thì đài truyền hình chúng tôi trực tiếp về gia đình nông dân siêu phàm. Và khán giả đang xem chương trình này, người đầu tiên chúng tôi xin muốn phỏng vấn đó chính là ba ba bự. Không biết là anh đang làm gì vậy ạ? Tôi đang ăn cá. À tôi biết rồi. Chắc cá có nhiều omega tốt cho sức khỏe đúng không? Không, tôi thích thì tôi ăn thôi. Mama Bay, luôn cho tôi thấy gu thời trang thời thượng của mình. Chị có thể cho chúng tôi biết là chị đang làm gì không? Thì tôi đang chải chuốt nè. Vậy chị dành khoảng bao nhiêu thời gian trong ngày cho việc này? Cả ngày luôn á. Meow. 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 Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đâu biết đâu. Phải mèo vậy, con mèo hôm qua ở đâu, nó trốn đi đâu rồi? Xíu Lì, bạn nói đi, có phải đây là một âm mưu của bạn với Hải Nhân đúng không? Trời ơi, mình nói là mình không biết, mình đâu có liên quan gì tới vụ này đâu. Nhưng mà bạn mang con mèo về mà. Trời ơi, bây giờ mình phải nói sao bạn mới tin mình đây? Thôi bây giờ bạn hãy đưa mọi người trở lại bình thường giúp mình đi. Tuy là cái vụ này mình không biết, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Mình xin lỗi Chớp Chớp, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức rồi. Mình biết là bạn đã có ý định giúp gia đình mình đâu. Không phải đâu, mình cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là các loài cây xung quanh đây có dưỡng chất quá ít ỏi, mà căn bệnh này khá là nghiêm trọng nữa, nên là chiếc khiên miễn dịch của mình không có thể nào phát huy hết tác dụng được. Bạn đừng có nói nữa, bạn mau đi ra khỏi đây đi. Hãy cho mình thêm thời gian đi, mình sẽ đi tìm thêm loại rau củ quả nào có thể giúp được ích cho mọi người. Mình sẽ giúp đỡ mọi người mà. Chưa bao giờ ta thấy hả hê như vậy. Gia đình nông dân siêu phàm để cho tất cả mọi người thấy một bộ mặt bạc nhược và lười nhác. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ mọi người sẽ quay lưng với bọn nông dân siêu phàm này. Nhưng chưa hả cơn giận của ta đâu. Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy làm bước tiếp theo trong cái kế hoạch vĩ đại này đi. Đó là gieo rắc mầm bệnh kinh khủng kia lên khắp trái đất. Loài người ai mắc phải mầm bệnh virus này thì biến thành chó, mèo hết. Lúc đó, nếu như ai nghe lời ta thì ta sẽ trị bệnh, còn không nghe lời
ta sẽ không trị bệnh nữa. Và tất cả mọi người sẽ không nghe theo và tôn sùng gia đình nông dân siêu phàm nữa. Kế hoạch hoàn hảo. Vô tay. Tới mẹ ơi, hỏi nhân tới kìa. Ok thôi, mẹ thấy buồn ngủ quá à. Bà muốn đánh nhào đầu quá mẹ ơi. Mẹ cũng buồn ngủ quá à. Mẹ không muốn đánh nhào đâu. Sao con thấy con dậy nè? Tự nhiên con thấy con chỉ muốn lăn ra nằm sưởi ấm thôi. Tiến sĩ đơ, ta thèm tiêu diệt bọn chúng ngay lập tức. Đưa cái súng đây. Từ từ đã. Tại sao? Vẫn còn nhiều trò vui và thú vị lắm mà. Vậy à? Coi nè. Ba mẹ ơi, con thấy sợ chó quá. Bà cũng sợ chó nữa. Sợ lắm, chạy thôi. Tụi nó chạy á. Chạy nhanh đi, coi chừng chó cắn. Bụi, phải công nhận người làm tiếng chó y như là con chó vậy đó. Thu dưới đây cho bọn. Hay lắm bụi. Chớp 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 chớp. Các ngươi đừng hòng phá hoại gia đình ta. Người chết chắc rồi. Chạy đi đâu? Nó chạy sau lưng tôi nè. Tại sao ông bắn tôi? Xin lỗi. Chạy đi đâu? Bắn hổng gì vậy? Người sao bắn tôi vậy? Ông bắn tôi lắm vậy? Chấp chấp ha ha, tôi ngồi đây nè, có ngon thì bắt được ta đi. Hey. Chấp chấp có tấn công nó không? Phá hủy cái nông trại này cho ta, triệt tiêu sức mạnh của gia đình nông dân siêu phàm cho ta. Mọi người ơi, cả nhà ơi, mọi người đâu chờ người ta? Nguy rồi, hình như có chuyện gì xảy ra rồi. Ủa, bà Mu, vịt bên phải hay em ở đây hả? Tụi em đói hả? Trời ơi, không có tấm thuốc ở đây, tụi em nói gì chị không hiểu hết trơn á. Sao, tụi em muốn chị theo tụi em hả? Ê, đợi chị với. Chớp chớp. Ủa siêu lị, sao mà mấy chú này mà đến được đây? Là nhờ bà Mu với lại vịt ba phải dẫn mình tới đây á. À, mình vừa mới tìm ra công thức hệ miễn dịch tổng hợp các dưỡng chất và vitamin. Cái này có thể giúp gia đình bạn được á. Ủa, vậy được hả? Mình tìm cách giúp gia đình mình đi. Ờ, bây giờ bạn có bình sữa cua không? Cho mình xin một bình. Ờ, mình có. Gia đình nông dân siêu phàm các ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi bọn ta? Làm sao có thể trốn thoát bọn ta được? Thì ra lũ mèo bệnh các ngươi lại trốn ở đây à? Mèo. Mèo.
Dạ. Ủa, làm gì vậy? Ôi, làm gì? Dạ. Nó khởi động à. Dạ, khởi động. Đau dữ. Ui trời. Qua. Mạnh dữ. Sao tay? Tại sao người hồi phục nhanh như vậy? Tại sao vậy vậy? Thật không ngờ đúng không chứ Sĩ Đơ? Cậu đừng có lấy cái động vật trung gian để gây bệnh virus nữa. Cho dù cậu có nham hiểm độc ác tới cỡ nào á thì cũng không chiến thắng được con đâu. Siêu lì. Một lần nữa con lại làm cậu mất mặt với đồng nghiệp à. Nhưng ngươi đừng tự đắc ba ba bự. Chúng ta đã có kế hoạch B. Xem đây. Mọi người luôn á. Nông dân siêu phàm đi nào. Tấn công đi. Cắn đi. Làm gì vậy? Quay bên kia kìa, quay mặt bên kia kìa. Ấy. Ủa, sao thái độ của tụi nó có vẻ hằn học vậy? Cái mà kệ tội của ông á, cho mấy em nó nghe hết trơn rồi. Kệ là những việc ác á, mà ông lợi dụng các em á để làm hại mọi người. Nhìn đi kìa, các em á đang rất tức giận đó. Trời. Ta nói cho các ngươi biết, lũ chó mèo này không làm gì được ta đâu. Bởi vì sao? Cơ thể ta sắt, thép và kim loại. Huống hồ gì, bên cạnh ta còn có các em tấn công. Tấn công chứ, nó ghê quá. Cảm ơn cô Nhân Sư Lị. Nếu như không có con, chúng ta không biết phải làm sao nữa. Dạ. Sư Lì, mình xin lỗi nha vì đã gây oan cho bạn. Không có gì đâu chớp chớp. Cũng nhờ bạn á mà mình mới tìm được công thức hệ miễn dịch chuẩn 5 sao như vậy. Nhưng mà nếu muốn làm được điều đó thì chúng ta phải có một kế hoạch hoàn hảo. Vậy là công thức của bạn chưa hoàn hảo hả? Công thức của mình chưa hoàn hảo. Nó đòi hỏi á là mình phải học tập thật tốt nè, tìm tòi, đặc biệt á là tìm những thực vật quý hiếm á. Sư Lì, bạn yên tâm đi, gia đình mình sẽ luôn giúp bạn. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng nha. Dịch bệnh lúc nào ở xung quanh chúng ta, có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Kể từ bây giờ, tất cả mọi người trong gia đình chúng ta phải tự nâng cao bảo vệ bản thân và cả cộng đồng nữa. Dạ. Chỉ cần cả nhà chúng ta chung sức chung lòng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được hết. Dạ. Còn bây giờ cả gia đình chúng ta phải về nông trại dọn dẹp. Bọn ác nhân đã phá hỏng hết mọi thứ rồi. Dạ. Dạ. Siêu Lì. Cũng lại là Siêu Lì. Tức dễ sợ tức. Tại sao vậy? Tại sao lúc đầu tôi tiếp xúc gia đình nông dân siêu phàm làm cái gì? Tiến sĩ Đơ. Bội. Tiến sĩ Đơ. Bội. Lúc nào cũng vậy hết. Khi cần á thì không có một ai. Được rồi, ta sẽ thả chuột một mình tự thực hiện kế hoạch. Chuột? Con chuột đâu rồi? Bụi! Tiến sĩ đâu? Hai ông làm gì vậy? Tại sao kêu tiếng chuột? Trời ơi! Cái bệnh này có lây cho người ngoài hành tinh không? Không được! Không được cắn đồ của ta! Không được cắn đồ của ta! Trời ơi! Các người cắn dây điện của ta rồi! Thôi được rồi, ta sẽ tìm sữa cun để về trị bệnh.
tại sao mình lại xem mày như vậy? Hả? Không lẽ mình nhiễm bệnh rồi? Hả? Mèo! Mười lăm, mười sáu. Có quạt cầm tay Quân, quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Quân túi Ecolin, nhận ngay túi bút Quân. 6 thẻ bài Quân đổi một quạt cầm tay siêu Quân. Có bóng phản quang Quân, hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. Sưu tập 10 thẻ bài Quân trong các lốc sữa Quân túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Quân. Có giày Batin siêu cool, luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày Batin siêu cool. Giời. Có ba lô hoodie cool, thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một ba lô hoodie Cool. Sưu may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad thêm chín, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cool trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày. Vừa làm cuốc lên tụi em chưa? Nói gì ông hiểu gì hết trơn. Cái con cuốc lên qua đây con. Bạn muốn là ai? Bạn muốn làm chi? Trong tương lai hãy đến tới với tôi này. Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện chỉ do Dream mang bài hát của tôi này. Chẳng ngại những thứ là những thứ theo đuổi ước mơ, công an, y tá hay là gamer, youtuber, giáo viên này, kỹ sư này, nhạc sĩ hay là ca sĩ, whatever you wanna be. Chỉ cần